người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Cơn gió anh nhặt xuồng dài, trái tim ta vẫn yêu người. Xin chào tất cả các bác. Và hôm nay thì bên em vừa về được một trong những cái lô loa mà có lẽ là chất âm hay nhất bên em từng mang về được. Đây là loa đến từ thương hiệu âm thanh ESS các bác nhá, cũng khá là nổi tiếng. Và đây là những cặp loa Bass 30 và về được 8 cặp thôi. Và đối với những cái cặp loa này thì nó được sản xuất tại China, nhưng mà driver của nó, bass shape của nó thì được sản xuất tại Italia của một trong những thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng, đó chính là BNC, bass và shape của BNC các bác nhá. Đây là model loa ESS V12. Và có lẽ chúng ta chưa nói về chất âm của cái con này, nhưng mà nói về công suất đi, thì đây là một dòng loa điểm trừ các bác nhá, là công suất lớn thì nó hơi tốn đẩy một chút, nhưng ngược lại thì cái sound tiếng nó quá đẹp luôn, đặc biệt là cái chép của nó. Đây, đây là model V12 với công suất là 700W ở 8 ohm. Các bác nhìn này, loa bãi thì bên em không làm quá nhiều, nhưng mà đã làm thì phải lựa chọn thương hiệu và cái hình thức nó đẹp. Đây các bác phải xem cho em, tất cả loa rất là đẹp luôn. Đấy, loa bãi thì không tránh được một chút xước sắt nhỏ, nhưng mà với hình thức như này thì em thấy là nó quá là ok rồi, được chưa? Đây các bác phải xem này, loa khá là chắc chắn và làm khá là nặng. Con này thì căng nỉ các bác nhá. Đây, V12 SS, còn đây là bass shape của nó này. Đây, anh Trung quay gần đây để các bác xem. Đấy, bác nào mà thích một cặp loa chất lượng để hát karaoke gia đình thì các bác tham khảo cho em dòng này, đảm bảo là không bao giờ làm các bác thất vọng. Bass sử dụng là bass BNC các bác nhá, made in Italia này, được chưa? Đây, nguyên tem luôn này. Đối với những cái driver của BNC thì nó rất đắt, và đây là một trong những cái model loa cao cấp nhất của thương hiệu ESS rồi. Bass BNC rất là khủng. Con này từ 170 các bác nhá, côn 76. Còn đây cái chép của nó này, tất cả những cái dòng loa mà sử dụng chép BNC thì cái tiếng lời ca của nó quá hay luôn. Và kể các bác nghe nhạc nó cũng rất là chi tiết. Chép BNC made in Italia, được chưa? Con này là chép 450 các bác. Đây, con này thì tiếng mid 2 quá ok rồi. Đây các bác nhìn này, cái họng chép của nó này, nhìn từ cái driver này thì các bác có thể là suy ra ngay được cái chất âm của nó như nào. Phải nói là đây là một trong những cái model loa mà tiếng rất đẹp luôn. Đây là một dòng loa sử dụng là lỗ thông hơi đằng trước các bác nhá. Đây, thùng vách thì cực kỳ chắc chắn này. Đấy, ở đây là cái lô này là lô 30. Còn mấy hôm nữa thì em sẽ về thêm được những con loa Bass 25 của thương hiệu này. Thật ra khi mà nghe một lần cái dòng này là phải lấy về luôn rồi, bởi vì tiếng nó quá hay. Những bác nào mà thích chất âm chi tiết này thì các bác sử dụng những cái cặp loa dùng driver BNC thì em thấy là rất là hợp lý. Đây, chưa? Ở đây thì đã tháo ra hết kiểm tra rồi các bác nhé, đều là zin 100%. Ok, bây giờ thì sẽ lắp vào và test để các bác nghe cái chất âm của con ESS V12 này. Với tầm giá của bọn này nếu như mới thì sẽ rất mắc, nhưng mà hàng bãi đây thì sẽ có một cái mức giá cũng rất hợp lý thôi, để các bác có thể trải nghiệm được cái dòng V12 này của thương hiệu âm thanh ESS. Và hàng thì cam kết với các bác là gì ạ? Chuẩn chính hãng và bảo hành thì các bác là 12 tháng. Làm tiếng nhạc đây anh ơi. Đây, test một cặp loa này ngoài trời các bác nghe nhá. Với cặp loa này thì các bác có thể là đánh trong những vòng diện tích rất là rộng, từ khoảng tầm 25 đến khoảng tầm 50 mét luôn một cặp loa các bác nhá. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em
lạc loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát, có hai loa rồi nhá, quay đằng sau thôi các bác xem. Ý ơi, chưa, một loa này, hai loa này. Bác này bác ra bác hỏi cầm mấy loa. Đây là dòng loa phải nói là công suất lớn và cái tiếng của nó rất là chi tiết các bác nhá. Nói chung là dùng driver của BNC thì không phải chê gì nữa rồi. Như các bác đã biết thì Nexo cũng sử dụng driver BNC đúng không ạ? Với cái dòng này thì các bác chơi ấy, thì phải có súp các bác nhá. Không có súp thì nghe nó, con này nó sẽ không thiên về cái giải bát đâu, mà nó thiên về cái giải trung và giải cao. Tiếng rất là chi tiết nhưng mà bát thì nó sẽ không có nhiều đâu. Đấy. Giờ thì sẽ test hát hò này các bác thử một đoạn nhé. Con này mic cũng rất là ok. Ok nhá, và cái mức giá của cặp loa này sẽ làm các bác rất là bất ngờ đấy ạ. Rất là hợp lý thôi. Chưa đến 15 triệu một cặp loa này đâu. Ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thang, bước đi trong tiếng sóng, gợi cho ta về những kỷ niệm. Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn, mình lại cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau, cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca. Tình em lớn như đại dương, dòng ấm biển hòa bao dung. Con này phải nói là cái tiếng chép của nó rất là hay. Em rất là thích cái kiểu tiếng chép này các bạn. Để đi tới tận cuối chân trời, thời gian cứ trôi bình yên, rồi một ngày kia sông bão ghé đến nơi nào. Để rồi em nằm mãi bay đi theo cánh chim trời. Nhờ cơn gió hay nhăn ruộng dài, trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai sau thế giới có đôi tay, tình em anh xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò. Ok ok. ESV12 các bác nhá, mức giá công khai luôn các bác này, 14.500.000 đồng. Mức giá này phải nói là quá hợp lý rồi các bạn. Hàng thì cam kết các bác chính hãng nhé, bảo hành các bác là 12 tháng. Đấy. Made in Italy nhé. Batchep Made in Italia V12 ES. Bác nào cần alo luôn cho bên em nhá. Số lượng có 8 cặp thôi các bác ơi.